Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV, rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần vừa qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy Huyền Châu giảng câu xá luận quyển 1 và thầy Lệ Minh giảng kinh Tăng Nhất A Hàm. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học câu xá luận, thầy Huyền Châu giảng giải phần phụ luận liên quan đến mắt thấy hoặc thức thấy tiếp theo. Khái niệm về cực vi cho thấy cực vi không có đối thủ vì nó nhỏ nhất, không thể chia rẽ ra được nữa. Và vấn đề đặt ra là nó tiếp xúc như thế nào? Luận nêu rằng vật được xúc sanh khởi, do nhân là vật được xúc hay do nhân là vật không được xúc? Đối với vật phi xúc cũng được hỏi như vậy. Các câu trả lời từ Tỳ Bà Sa không xác định như: về nhân, có khi do nhân là xúc mà vật phi xúc phát sinh, là khi nó bị phân tán như hốt một nắm bột mà rải vào hư không. Có khi nhân phi xúc mà vật được xúc phát sinh và đã tích hợp, càng được tích hợp như nhiều đống tuyết nhỏ tích hợp thành đống tuyết to hơn hay thành băng. Hoặc có khi nhân phi xúc làm phát sinh vật phi xúc như bụi bay qua, căn bản là ta không có cảm giác nó chạm ta. Tôn giả Thế Hữu cho rằng, nếu các cực vi tiếp xúc, chúng tồn tại đến sát na sau. Ý kiến này bị bác bỏ vì theo định lý vô thường, vật thể không tồn tại đến hai sát na. Đại Đức Pháp Cứu, một luận giả nổi tiếng phân tích, thật sự các cực vi hoàn toàn không tiếp xúc, nhưng do không gián cách mà quy ước là chúng tiếp xúc. Ý kiến này được công nhận, nếu không như vậy trong các khoảng trống giữa cực vi không gián cách nhau, cái gì cản trở sự di chuyển để thừa nhận chúng có tính đối ngại? Nó có khoảng cách trung gian, nhưng do chính khoảng trung gian đó mà các cực vi di chuyển tạo ra sự chướng ngại, và chính sự di chuyển của cực vi biến thành năng lượng. Tự thể cực vi luôn là cực vi, không sinh diệt, không dơ sạch, không tăng giảm, không phương vị phân biệt. Nhưng chúng ta tồn tại trên những khái niệm hợp ly của cực vi. Muốn phá vỡ chấp trước này, phải sống có định lực để tâm an trú và xa rời thế giới của cực vi, vì cực vi là hữu vi, vô thường. Về hình lượng, luận nêu rằng lượng của đối tượng khi được các căn tiếp hợp phải bằng tự thân hay không bằng. Được giải thích rằng mắt thấy đối tượng dù lớn như núi hay nhỏ như kim, khi mắt mở đều thấy, không cần phải xúc với cả hòn núi, vì thấy chỉ là thấy, không cần có sự tác hợp. Tai nghe cũng vậy, dù là âm thanh lớn hay nhỏ cũng chỉ là nghe, mũi thì khác, là yếu tố hợp thành, ngửi mùi hương nhạt hay nồng dẫn khởi cảm giác khác nhau. Lưỡi cũng vậy, như khi nếm một viên kẹo hay khi nếm ba viên kẹo thì lượng cực vi đối tượng nhiều, tiếp xúc cực vi lưỡi rộng hơn thì ngọt của kẹo dẫn khởi nhận biết ngọt mạnh hơn. Ba căn mũi, lưỡi và thân chỉ nhận đối tượng tương xứng, nghĩa là mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thân không thể ngửi hương cũng như mũi không thể nếm vị. Ý không phải là vật cố kết nên không thể xác định hình lượng của nó. Cực vi được bố trí thích hợp tùy nghiệp của hữu tình. Cực vi của mắt tùy hạn lượng của đồng tử như hoa thì là được trùm bởi một màng mỏng trong suốt khiến không bị phân tán. Cực vi căn lỗ tai được bố trí bên trong như vỏ cây hoa xoáy tròn, nên âm thanh đi qua màng nhĩ trong làm cực vi của tai biết được âm thanh to, nhỏ, v.v. Cực vi của mũi ở bên trong xoang mũi có hình que, ba căn mắt, tai, mũi này được bố trí như tràng hoa,
bên ngoài tuy khác nhau về vị trí, nhưng cực vi tiếp xúc chính bằng nhau bên trong tạo thành 6 điểm ngang nhau, nối lại như tràng hoa. Cực vi của căn lưỡi như hình bán nguyệt nhỏ bằng đầu sợi tóc. Ở trên bề mặt của lưỡi không bị cực vi của căn của lưỡi trùm lên, là cơ quan chính nhận biết các loại cảm giác. Cho nên trên lưỡi phải có những chấm như đầu sợi tóc để nhận biết nhiều cảm giác và truyền cảm giác đó đến cực vi trung tâm. Qua đó chúng ta cảm nhận được các vị. Cực vi thân căn bố trí đầy đủ từ đầu tới chân. Cực vi nữ căn như hình cái trống cơm. Cực vi nam căn hình như ngón tay cái. Ở đây, cực vi của các căn mắt cho đến lưỡi có khi là đồng phần, tức cơ quan nhận thức chính. Có khi là bỉ đồng phần, tức những duyên phụ trợ. Luận nêu ra thời gian tính của thức là đối tượng của năm thức giới. Từ nhãn thức giới đến thân thức giới, duy hiện tại vì có phân biệt trong hiện tại, nhưng không thể phân biệt trong quá khứ hay tương lai. Đối tượng của ý thức là thông cả ba thời, nhưng sở y của chúng thì khác. Sở y của ý thức giới là ý vô gián diệt, sở y của năm thức hoặc quá khứ hoặc đồng thời. Ở đây mắt là sở y đồng thời của nhãn thức, cho đến thân là sở y đồng thời của thân thức. Sở y quá khứ của chúng là ý, vì quá khứ đã qua, thân không thể tiếp xúc quá khứ. Vậy mỗi thức đều có hai căn làm sở y, nghĩa là nhãn thức thì có sở y trên căn mắt và có một sở y nữa là ý thức, vân vân. Năm căn mắt vân vân là sở y cá biệt, ý căn là sở y chung. Vào giờ học kinh Tăng Nhất A Hàm, thầy Lệ Minh giải thích lời Phật dạy về ba cảm thọ qua bài kinh số 9 trong phẩm Tam Bảo. Lạc thọ là sự cảm nhận cái vui thuộc về thân. Nếu lạc thuộc về tâm thì gọi là hỷ. Hỷ lạc là sự vui mừng, sung sướng của thân và tâm. Ví như mắt thấy nhà sang, xe đẹp, tai nghe lời dịu ngọt, êm đềm, mũi ngửi mùi hương thơm, ăn uống đầy đủ, phù hợp, thích ý. Thân được đầy đủ tiện nghi, nóng, lạnh, điều hòa, cảm giác thoải mái. Muốn công danh, sự nghiệp, thăng tiến, giàu sang, phú quý, tất cả đều là lạc thọ theo thế gian. Khổ thọ là khi cảm nhận sự đau khổ bất hạnh, trái ý, nghịch lòng, như mắt thấy cảnh tang thương, tai nghe lời nguyền rủa, ăn thực phẩm cay đắng, mũi ngửi mùi hôi thối, khó chịu, hoặc thân bị hành hạ đau đớn, làm ăn thất bại, tiêu tán gia sản, thân bại danh liệt, duyên số bẻ bàng, vân vân, đó là thọ khổ. Xả thọ là thản nhiên, không vui cũng không buồn, mặc tình có bao cảnh đang diễn ra trước mắt, biết rõ như vậy, đây gọi là vị ngọt của thọ. Thọ do năm căn tương tác với năm trần cảnh mà có tác ý, như mắt nhìn cảnh vật, thấy được hiển sắc là màu sắc xanh, đỏ, trắng, vàng, hình sắc dài, ngắn, vuông, tròn, cao, thấp. Với tâm trạng vui vẻ, thấy cảnh trần tươi đẹp. Ngược lại, với tâm trạng u buồn, thấy ẩm đạm, u sầu. Ưa vui khi nghe tiếng khen và buồn khi nghe tiếng chê bai mắng nhiếc. Thế đối đãi của ngôn ngữ do con người mặc định. Thực chất ngôn ngữ không mang đặc tính chê khen. Lời chê nếu với ý xây dựng chân thành vẫn có tác dụng tốt nếu ta chịu lắng nghe. Nên học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Mũi ngửi hương thơm, cảm thấy dễ chịu. Hương không thơm thì cảm nhận khó chịu. Lưỡi nếm các vị đắng cay, mặn lạc, chua ngọt. Thân tiếp xúc với vật mịn nhám, nặng nhẹ, sinh ra cảm thọ ưa ghét khác nhau. Nên biết căn và trần luôn có sự tương tác, nhưng chủ động vẫn là tâm ý của tự thân. Lời kinh dạy, thọ là pháp vô thường biến đổi, vì thế nên gọi thọ là tai hoạn lớn. Nếu hay xả ly thọ, nơi thọ trừ được các loạn tưởng. Những sa môn, bà la môn nào không đắm trước nơi thọ, biết rõ sâu xa thọ là tai hoạn lớn, hay biết xả ly là những người ở nơi sa môn, biết oai nghi của sa môn, nơi bà la môn, biết oai nghi của bà la môn,
tự thân tác chứng mà tự an trú, gọi là xả ly thọ. Bài kinh này Thế Tôn dạy về vị ngọt và tai hoạn lớn của dục, sắc và thọ mà người tu nên chứng biết như thật biết để có thể hoàn toàn xả ly. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5h45 đến 6h45 chiều, Thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, quyển 4. Lớp cao đẳng từ 7h đến 9h tối sẽ học Kinh Pháp Hoa do cô Minh Huệ giảng và Kinh Tăng Nhất A Hàm qua lời giảng của Thầy Lệ Minh. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới, cũng như những thông báo cần thiết khác để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp, cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.